À, mọi người nha, đang đang đi show mà để làm một cái clip thông báo về cái mấy cái lớp nhạc cho các bạn có thắc mắc á. Thì Định hiện đang dạy ở tại Đại học Quốc gia là vào sáng thứ hai, sáng thứ tư, sáng thứ sáu Đại học Quốc gia thành phố nha. Vào tối thứ hai và tối thứ ba, sáng thì từ 8:30 rồi tối là từ 5:30, 5:30 chiều nha mấy bạn. Là ở ngay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh á, đối diện Suối Tiên á. Còn lớp nhạc ở trên thành phố á, thì hiện tại là Định đang có một cái lớp ở ngay tại là 226/24 Nguyễn Văn Lượng Gò Vấp á. Là Định dạy vào buổi chiều thứ tư từ 6 giờ tới 7:30, rồi sau đó Định diễn ở đó luôn á. Rồi lớp vào sáng thứ bảy là từ 9 giờ tới 10:30 một ca, và 10:30 tới 12 giờ là một ca. Mà hiện hiện tại thì mấy cái lớp đó là Định dạy một lớp có 3 người à, dạy học trực tiếp với Định thì có 3 người thôi, nên thành ra là nó đã full lớp rồi á. Nên là các bạn nào mà nếu như mà đăng ký á, thì các bạn cứ inbox cho Định qua cái Zalo 0906 39557, hoặc nhắn qua Facebook cũng được. Định một cái lớp á, thì trung bình mình dạy 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 15 phút, 1 tiếng rưỡi, thì mình chỉ dạy là 3 người thôi nha. Thì trong vòng nếu như mà mấy bạn đăng ký thì mình có thể sắp thêm cái lớp vào sáng chủ nhật để học trực tiếp với Định, rồi thông báo cho các bạn biết về cái lịch học tập đàn như vậy nha. Ngoài ra thì các lớp online vẫn luôn nhận người mới nha. Bạn nào có nhu cầu về học online về fingerstyle hoặc là các kiểu semi classic, đệm hát nâng cao thì có thể inbox nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.